của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chấn động trời Âu. Với xu hướng mà mọi người đang dần chuyển sang xe điện hiện nay thì quả thật là chủ tịch Phạm Nhật Vượng đang có lối đi đúng đắn khi quyết hết mình với xe điện. Mới đây nhất, dân tình dần dần hết người khi thấy một phiên bản mới toanh đang chạy thử tại châu Âu gây chấn động. Nhiều anh em đoán mẫu xe điện VF8 này có phiên bản cờ caro lạ mắt thích thú, nhưng theo chúng tôi tìm hiểu thì đây chỉ là một lớp ngụy trang mà VinFast đang làm để xe đi độ đẹp và độ đỉnh của xe điện VinFast. Được biết, chiếc SUV VinFast VF8 được ra mắt chính thức tại triển lãm ô tô Los Angeles vào tháng 11 năm 2021, dự kiến bán tại Mỹ và châu Âu trong năm nay. VinFast VF8 có kích thước gần tương đồng với Tesla Model X, sử dụng động cơ đôi dẫn động 4 bánh với công suất 402 mã lực, mô men xoắn 620 Nm. Dung lượng pin của xe chưa được xác nhận, nhưng nhà sản xuất cho biết sẽ có tầm hoạt động trên 500 km trong một lần sạc. Người dùng cũng có thể tùy chọn một phiên bản với động cơ đơn 201 mã lực và gói pin nhỏ hơn, phạm vi hoạt động khoảng 459 km. Chỉ với hơn 1 tỷ, bạn sẽ sở hữu được chiếc xe đang nổi đinh nổi đám này của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hứa hẹn trong tương lai, khi sản phẩm được ra mắt chính thức sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều anh em. Các nhà tiên tri hệ tóc đâu hết rồi, các ông có nghĩ như tôi không? Cùng comment cho tôi biết về nhé.